cây bên cạnh cũng to rồi. Vâng, mình thấy cái cây này rất là to, nó ra rất là nhiều rễ nhé. Chủ bán đang bảo là 15 triệu. Cái này ở đất thôi chứ không phải dâm đâu, dâm thì không thế này đâu. Ở bờ suối thôi. Vâng, người bán đang bảo là 15 triệu ạ, cây khủng luôn. Đang bán vào 15 triệu. Nhưng mà chắc không cũng phải được chục. Nhiều dễ con này. Vừa rồi. Rất là nhiều nhưng mà dễ con. Khủng, cây khủng quá. À. Cây khá là khủng. $15 triệu. Mà nó đẹp à? Một củ dưới. Cái của mình à? Bọn trả giá chưa? 800 không bán à? 800 cục này chưa bán. Này một mình đào à? Một mình đào mà vác kiểu gì mà được cái cục này? Giỏi đấy. À đi à, giỏi đấy. Cục này khá là nặng chứ. Giá 800. Vâng, à, cục này thì anh ấy bảo là người ta giả cho 800 chưa bán. Cục cái dưới. Đây, chỉ ở này rất nhiều cây đây. Cả bên này nữa này. Hai bên đường. Vâng, hello, xin kính chào quý vị cùng các bạn nhé. Hôm nay mình lại trở lại cái chợ mua bán cây khôi cây cảnh ở địa chỉ ở Phong Vân Lục Ngạn Bắc Giang đây quý vị nhé. Hôm nay mình lại chia sẻ cho quý vị và các bạn về chợ. Đấy, nhưng anh em nào thích yêu mến những cây cảnh này có thể đến trực tiếp chỗ chợ này mua. Địa chỉ ở Phong Vân Lục Ngạn Bắc Giang. Nếu mà không biết thì quý vị có thể gọi điện để mình giới thiệu địa chỉ. Mình nói lại một lần nữa trên video là Phong Vân Lục Ngạn Bắc Giang. Bắt đấy. Công an nó đang đây, buổi chiều này thì có khá là nhiều cây bà con chở ra đây bán nhé. Những phôi cây đây, những cây ổi quý vị ạ, ổi với dưới. Cây dưới rất là nhiều nhé. Thời điểm gần đây thì cây dưới rất nhiều. Đây, phôi dưới mini đây. Này, đây nếu mà làm nó sống lên thì ở trong cái chậu con thì đẹp. Con ở cái đuôi. Đấy, từng xe mà. Mình thấy ở đây thì toàn là ruối thôi. À, những gốc ruối này. À, mọi người có thể nhìn thấy ra. Đây nhà gốc dưới. Vâng, có khá là nhiều cái phôi dưới nó cũng rất là đẹp nhé. Còn mình thì mình không biết về những các hình dáng thế như thế nào thì mình không biết. Cái
cái này nó còn liền từ đây ra ngoài kia một cục nữa đây này. Đây toàn phôi cây chuối nhiều thôi. Khá là nhiều cái này gọi là tên gì, bàng bàng rừng à? Bàng rừng à? Bàng rừng khu này thấp thấp khá đẹp. Và những đây là những củ tử đằng nhé, cái tử đằng đây. Bàng rừng đấy, cái này cây bàng rừng nhá. Chợ hôm nay thì khá là nhiều. Là người mua ít này. mua cả xe luôn. Quay chơi tí để cho mấy lão nó mua. Cái này cắt đi này. Đây có ai hỏi chưa? Chưa được giá. Mấy trăm thì được à? 5 lít. 5 lít thì lên đường. Trăm rưỡi cả xe à? 350 cả xe. Làm luôn nguyên cả xe luôn. Đây cây chổi mỏi này. Chổi mỏi này dáng cao. Dáng cao đây. Chổi mỏi đấy. Mình lên mấy hôm mình mới biết tên từng loại cây thôi. Mình trước thì mình chả biết tên cây gì. Và đang bỏ ra chuẩn bị bán rồi. Vâng, ở đây này thì cũng rất là nhiều cây suối này mọi người ạ. Cây suối khá là to này quý vị ạ. Đây. Cái này cây xi. Cây xi không anh? Xi đỏ. Xi đỏ. Có thoát hẳn à? Thoát là cứ lên kia lên chạy xong thì đấy. Đó, xong rồi nhé. Xong thì chế loe. Xong thì tí hả? Cái bề ngon nữa. À mày ơi, mày á, à? Mày có liên hệ lão kia không? Có, ông bảo là mất cho ông đòi về cây kia đường kính phải 2 mét đâu. Trong quân thì có cây to lắm nhưng mà
Vâng, lúc nào có thì liên hệ với ông ấy. Đây chỉ là mối cho thôi. Vâng, đây có những cái cục rối rất là to đây. 30 triệu này, nhìn xem ngọn chưa? Cái Michael nha, ai không mua được gọi Michael này, 30 triệu này. Cái này của Michael à? Ờ. À. 30 triệu nhá. 30 triệu cái này á? Hay là 3 triệu? Cái này phải vận chuyển bằng ô tô chứ nhỉ? Và cái cây rất là to đấy quý vị ạ. Đây có một cái rối khủng khiếp luôn. Đây có cây phát lộc phát tài. Ơ ờ? Mua cái gì mà bé bé kia? Cái ghép cây à? Cái này ngũ sắc gì nhỉ? Đúng. Hay là cái cây nhạt đấy? Ngũ sắc. Đang thổi cái cây gì đấy? Cái này cây gì phải phát lộc phát tài nhỉ? Phải chứ. Hai cái này là vạn tuế. À vạn tuế, vạn tuế. Thời gian nữa lại đi Hà Giang đi. Để xem họ thích thì đi, quan trọng cái gì. À, nếu biết đè vào thì cũng tốt già. Vâng, đây hôm nay thì cán bộ của xã thì đang dẹp hành lang đường này. Vâng, bên kia thì rất là nhiều những cây chuối. Một cái giao dạo xuống dưới này để xem thôi. Anh nhá. Ừ, chào em. Quay nem chả đấy. Ừ, quay nem chả đâu. Vâng, đây này, ở bên dưới này thì vẫn còn khá là nhiều nha. Bây giờ một số anh em thì đang bán ở một số nơi dọc dọc đường. Không quay mặt đâu. Quay cây thôi. Quay mặt đi. Mặt nào? Dậy cái giày của em. Ui giời. Đưa em đi bán vải cho, đi theo em quay. Có nhiều vải không? Hai tầm 2 tấn. Vải lai u à? U đến Thanh Hà. Lai u giờ nó chưa có điểm cân chính, đâm ra nó bấp bênh lắm. Qua ở dưới điện nó bấp bênh. Chắc vớ vẩn thôi, không tin đâu. Tin đâu? Em phải quay đẹp. Đi bán 7 cân được 500. Ai bán? Em. Thế kìa. 7 cân 500. Bán 70 á? À? Hôm nay mang ra chắc được 35.000. 7 cân vải. 500. Sao anh Tần mua củ đậu cho em? 7 cân vải 500.000. Năm nay mua củ đậu viên à? Củ chuối. Mấy lít? 6 lít mới bán. 6 lít mới bán á? 5 lít. Giá 5 lít à? Ý, hàng ta mủ bây giờ, sống khỏe bây giờ, dễ giải đoàn. Ừ. 5 lít củ này rồi. Họ giá 5 lít à? 5 lít. À đây à? Đợi 6 lít. 6 lít là cho đi luôn. Ừ. Được rồi. Vâng, đây thì chắc là một số, không biết là họ mua chưa nhưng mà thấy vẫn vứt ở đây. Của mình ở đây à? Ờ. À. Chưa bán cái nào à? Bán 2 cây rồi. À, bán 2 cây à? Được mấy lít rồi? 3 lít. Này mà làm thành phẩm lên đẹp đấy nhỉ, cái củ này này. Thế là đống này thêm được mấy lít nữa thì 300 tổng bằng này á? À? 300 hết đống rồi. Bạn đã bảo thế. Đây không biết cây của ai không biết đây.
mình ở đây thì mình nhiều lúc hỏi giá cũng khá là ngại, bởi vì mình cũng mua đâm ra trái biết là đấy, đa phần bà con ở đây thì toàn những người đi mua người ta trả giá thôi. Đây mình dạo dạo xuống đây đây chia sẻ cho mọi người xem tiếp này. Chợ này vẫn khá là nhiều cây nhé, những cái cây này thì gọi là cây phát tài nhưng mà ở trên rừng. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy đây. Ở đây thì toàn là thấy là ruồi rất là nhiều. Và quý anh chị những ai thích những phôi cây cảnh thì có thể đến chợ trực tiếp mua đây, ngay chỗ đường quốc lộ 279 thôi. Cái ruồi này. Cây trời mòi sao vậy? Mình cũng không biết là cây gì. Đúng rồi, chắc là trời mòi. Chợ đa phần lớn này toàn thấy những cây ruối nhiều. Vâng, ok, luôn thưởng đấy anh ạ. Đây là cây gì anh nhỉ? Đây là hồng đá đó. Hồng đá. Thấp hơn đúng. Hồng đá. Hồng đá nó có hoa là có cái gì? Quả, à, chơi có cái quả tròn tròn nhỉ? À, rồi hiểu rồi. Quả xanh xanh xong tròn tròn đúng không? Và mình đi rừng mình nhìn thấy rồi. Của mình còn bao nhiêu cây? 3 cây. Bán được bao nhiêu cây rồi? 2 cây. Nó chuyển khoản cho bao nhiêu tiền rồi? 4 triệu. 4 triệu cây ở đâu mà nhiều tiền đấy? Mang đi nhỉ? Thích chơi kiểu nào thì chơi kiểu cắt kiểu đấy. Hai trăm rưỡi chưa bán, 300 mới bán. Hôm nọ 500 vậy như này. Ờ, bây giờ hôm nay là rẻ hơn à? Rẻ. À, hôm nọ thì bảo anh 500, hôm nay thì 300 thôi. Hôm nay chỉ cần 300 thôi phải không? Ừ. Rồi 300 là bán. Còn cục này không biết được bao nhiêu tiền á nhỉ, cục thế này. Triệu 2. Triệu 2 thì bán cục này. Đấy, cục này khá là to nhé. Thì to to này tầm khoảng trên dưới 1 triệu. Bên này còn vẫn còn một số những cái cây ruối đây này. Đây những củ ruối có củ rất là to, mình không gặp chủ đây thì mình không biết là hỏi giá thế nào. Rồi, rất là khó nhé, mình không mua thì gọi chủ nó cũng khó. Vâng, đây thì có cái quả này, nó ôm quả này, cây ôm trứng. Rất là đẹp nữa kia, đây này. Đây, nó có những cái quả nó ôm ra, nó ôm cái quả nó vào giống như là ôm trứng ấy.
rất đẹp nha. Rồi rồi, biết 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 rồi, biết rồi. Để ngâm rượu cho đàn ông sướng. Gọi cái gì nhỉ? Cù la. À, qua cái cù la gì? Cái cù này ngày xưa các cụ lúc thời còn đói là đi đào cái này về ăn đấy. Nước cái này mà. Ờ, cái này là có quả này mình kể tiền, nếu mà không ai mua thì mình tiền. Nó giả ra mình lấy về ngâm rượu. Ờ. Thế á? Đào được nhiều hôm nay, đào mấy cây? Đào cây. Mỗi cây này. Nhà ở đâu? À, gì à, thì không biết không. Đào 2 xe. 2 xe à? Bán được bao nhiêu cây rồi? Cây này cây gì ấy nhỉ? Cây táo rừng. À, em chỉ đi xem mấy rồi, xem này thôi. Ổi. Vừa này cây ổi. Mày sang bên này xem nào. Bác ấy cứ đi đào cây á. Đấy, đi đào chứ. Giỏi nhỉ. Gì cứ quay cái làm cái gì quay để người ta đứng mua á. À thế à. Hai ông ơi cùng đi một chỗ à? Cùng một chỗ. À thảo nào thì lấy cây giống nhau. Hai ông lấy với nhau. Mỗi xe thế này được tổng khoảng bao tiền à? À chắc được 400 500 thôi. 400 500 một xe. Thế thôi. Bán tất. Ông ngày mai kia bão gió là nguy hiểm nhỉ. Rồi hôm nay thì một số anh em bán dọc dọc đường cũng nhiều rồi. Ui đây có một cây quái xị này. Có một cây nó lại thành có một cái ngang qua miếu này. Vâng, cái cuốn nó rất hay có kiểu thế này quý vị nha. Nó hay có kiểu quái dị như thế này. Nó mọc lên xong rồi nó xả cái rễ sang, nó lại mọc thêm một cái cây này khác rồi. Và cái này cái cây sau lá thau ấy. Bán được cây nào chưa? Thổ hai cây ra gì? Phải chở cái đất kìa. Đất lần sau lấy cái bao cá đê cái này rơi xuống còn đâu cả chân. Đang mở 400. 400 họ lắc đầu. Vâng, đây thì anh em đang dẹp hành lang đường. Cây buổi chiều nay cũng khá khá. Cái này gọi là cây gì bác? Nó gọi thông thường là đành ngạnh phong hương. À phong hương ấy. Phong hương. Đang ở áo cảnh. Nhưng mà nói tiếng thổ là không biết rồi nó. Nói tiếng kinh thôi, tiếng thổ thì khác. Đấy, có loại cây đấy. Vâng, chiều này thì vẫn còn khá là nhiều nhá, anh em vẫn đang chờ đến kìa. Đấy, đằng kia là vẫn đang chiều thì mới chờ đến nhiều, bởi vì con đi đào đến trưa đến chiều mới trở về được, nhiều cây cũng mất thời gian.
cái này họ đang giá 500. Mình vừa nghe giá vải hôm nay rẻ lắm, giá vải hôm nay rẻ. Đây quý vị ở đây những cây chuối đó, mình thấy đây hôm nay rất là nhiều những cây chuối, toàn chuối là phần lớn thôi. Mấy ngày hôm nay thì toàn là những cây chuối. Đấy, những cái cây rất là to này, nhưng mà không thấy chủ đây, không biết là giá tầm bao nhiêu, nhưng mà cây to này cũng tầm 1 triệu. Đây là cây me, cây chua me. Còn đây là cây táo rừng nhé, còn nó có quả đây này, quả của nó là nó như thế này quý vị ạ, đây quả táo rừng này, táo rừng này, cái quả táo rừng này cái quả nó bé bé đó, nó cũng không to đâu, nhưng mà chín cũng vẫn ăn được nha, chín nó màu vàng, ăn nó bùi bùi, thích lắm. Vâng, cơ bản là chợ trong buổi chiều nay thì cũng khá là nhiều cây đấy, mọi hôm nào cũng vậy mọi người nhá. Mình cũng quay một vòng từ trên kia xuống đến dưới này. Bây giờ mình cũng xin phép dừng cái video của mình tại đây nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình, ghi hình về chợ phơi cây cảnh ở Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang mình tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã xem những cái video của mình đăng tải lên, và mọi người thích về những cây có thể đến trực tiếp chợ. Ở đây thì thuộc xã Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang, ngay chỗ đường quốc lộ 279 đi qua thôi. Xin chào và hẹn gặp lại nha.